Kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16. Thưa quý vị, trong đêm qua thì một khối không khí lạnh đã được tăng cường yếu xuống nước ta. Dưới tác động của khối không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ sáng nay vẫn trong tình trạng duy trì sương mù, rải rác cùng với nền nhiệt trong khoảng từ 18 cho đến 20 độ. Ở khu vực Trung Du và vùng núi, còn vùng đồng bằng nhiệt độ duy trì từ khoảng từ 21 cho đến 23 độ C. Đến trưa chiều trời vẫn có nắng ráo, nền nhiệt tăng lên mức từ 29 cho đến 32 độ, trời mát mẻ. Trạng thái thời tiết trên sẽ còn duy trì đến hết ngày 13 tháng 10, sau đó từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 10, do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao, nên khu vực vùng núi và Trung Du sẽ có mưa rào và dông rải rác trở lại. Dự báo xa hơn, từ khoảng ngày 22 tháng 10, Bắc Bộ sẽ đón một lượt không khí lạnh có cường độ mạnh tràn xuống. Với Trung Bộ, dưới tác động của không khí lạnh và nhiễu độ gió đông, trong đêm qua và hôm nay các tỉnh từ Hà Tĩnh trở vào cho đến khu vực Khánh Hòa đều có mưa nhiều nơi. Tuy nhiên thì lượng mưa không lớn, phổ biến từ 20 cho đến 40mm. Đối với hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi sẽ là những vùng có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 30 cho đến 60mm, có nơi trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, do đó thì mưa nên mức nhiệt trong 2 ngày ở khu vực các tỉnh phố, thành phố từ Hà Tĩnh trở vào đến Khánh Hòa không cao, duy trì trong khoảng từ 28 cho đến 30 độ C. Còn các tỉnh từ Thanh Hóa, Nghệ An cũng như khu vực các tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận ít mưa nên nhiệt độ nhìn hơn trong khoảng từ 31 đến 33 độ C như quý vị đang thấy trên màn hình. Ở phía Nam chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp lại có thêm tác động của nhiễu động gió đông. Vì thế trong hôm nay ở Tây Nguyên và Nam Bộ đều có mưa rào và dông nhiều nơi, với lượng mưa từ 15 cho đến 30mm, có nơi trên 80mm. Thời gian mưa vẫn xảy ra về chiều và tối, còn ban ngày trời giảm mây có nắng gián đoạn, mức nhiệt độ cao nhất trong ngày 5 tỉnh Tây Nguyên phổ biến từ 29 cho đến 31 độ C. Trong khi khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ thì duy trì trong khoảng nhiệt độ từ 32 cho đến 34 độ C. Chuyển sang thời tiết trên biển, vùng biển từ Quảng Trị cho đến Cà Mau cho đến Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông thì có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Ngoài ra thì vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Sóng biển cao từ 2 cho đến 3,5 mét. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên biển đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh. Thời tiết diễn biến bất thường là điều kiện thuận lợi cho bệnh đốm đen trên cây hoa cúc phát triển, gây hại. Khi cây bị bệnh sẽ có biểu hiện như bề mặt lá xuất hiện những chấm nâu đen, sau chuyển màu đen từ mép lan vào trong phiến lá, vết có hình tròn, hình bán nguyệt hoặc hình bất định không đều. Bệnh nặng các đốm liên kết nhau tạo thành vết cháy lớn, có chấm nhỏ màu đen làm lá rụng, các chồi non cũng bị lây bệnh. Để đề phòng trừ bệnh đốm đen lá hoa cúc cần phải kết hợp áp dụng đủ các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp. Thứ nhất, đó là chọn và sử dụng các giống chống chịu bệnh. Thứ hai, đó là chọn vùng đất cao có hệ thống tiêu thoát nước tốt và lên luống cao. Thực hiện biện pháp luân canh với cây trồng khác họ, không trồng độc canh hoa cúc nhiều năm. Mật độ trồng vừa phải, không trồng quá dày. Bón phân NPK đầy đủ, cân đối và hợp lý nên bón lót phân chuồng, hoại mục trước khi trồng, bón đầy đủ kali. Trường hợp bệnh xuất hiện có thể sử dụng một số loại thuốc có hoạt chất như là Macozep, Matalasi, Fosito, Aluminum, Zinico, Nazone để phòng trừ. Như thường lệ thì trong phần thời lượng cuối của bản tin là thông tin thời tiết cụ thể tại các vùng vào ngày mai.